Lạ quá, một hiệu trưởng Việt Nam cầm quyền trượng, mặc áo nhung bào đỏ, đội mũ mang đậm chất nghi thức Công giáo, gây tranh cãi mạng xã hội. Vậy có phù hợp hay không? Có đáng lên án hay không? Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Một sự việc gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày nay đó là hình ảnh của một thầy hiệu trưởng trong ngày lễ tốt nghiệp của sinh viên. Sẽ là bình thường nếu là một buổi lễ tốt nghiệp diễn ra với trang phục như thường lệ. Nhưng điều rất khác ở đây lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, nên có nhiều ý kiến trái chiều. Theo báo Thanh Niên đưa tin, mạng xã hội vẫn tiếp tục tranh luận về những hình ảnh trong lễ nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, khi thấy hiệu trưởng cầm quyền trượng mặc áo nhung, choàng quanh cổ chuỗi vòng đậm chất hoàng gia. Xét về khía cạnh tôn giáo, nhìn qua rất giống với phẩm phục của Đức Hồng Y trong đạo Công giáo. Vậy điều này có gì liên quan hay không, có xúc phạm đến tôn giáo hay đáng lên án hay không? Theo thầy J. Vinh Lê, một trong những chuyên gia lịch sử giáo hội nhận định, các trang mạng xôn xao về trang phục lạ của hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Hà Nội trong lễ tốt nghiệp. Một số bạn viết, trang phục và quyền trượng của ông giống các cha đạo quá. Vậy thật ra đó là trang phục của ai? Hôm kết thúc môn học tháng 6 vừa rồi, mình ra đề thi cho giáo lý viên có câu hỏi. Thánh tử đạo Thomas More là A. Giáo dân, B. Tu sĩ, C. Linh mục, D. Giám mục. Hầu như đa số các bạn đều nhớ bài học và chọn A. Hôm nay, nhìn trang phục của ông hiệu trưởng, mình nhìn ra ngay trang phục của Thánh Thomas More. Quyền trượng của thánh nhân được vua Henry VIII ban tặng, sau này vẫn còn dùng. Ở Anh và ở Mỹ có một số trường trung học và đại học mang tên vị thánh Công giáo này. Vậy nên nếu họ mặc y phục giống thánh nhân thì cũng là chuyện bình thường. Thánh nhân là luật sư, nhà triết học và đại trưởng ấn của nước Anh thời vua Henry VIII. Thomas More phản đối Henry VIII khi nhà vua ly khai giáo hội Công giáo Roma. Ngài từ chối thừa nhận quốc vương trở thành người lãnh đạo tối cao của giáo hội Anh. Và đặc biệt là gay gắt phản đối việc nhà vua hủy hôn với Catalia để cưới Anne Boleyn. Sau khi từ chối tham gia lời tuyên thệ tối cao, khi bị tử hình, ngài tuyên bố ta chết như là một đầy tớ trung thành của nhà vua, nhưng trước tiên ta là tôi tớ của Chúa. Đức Giáo hoàng Pio XI tuyên thánh cho ngài vào năm 1935. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 2000 tuyên bố Thánh Thomas More là vị thánh bảo hộ cho các chính khách và chính trị gia. Vậy, việc ông hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế mặc y phục giống Thánh Thomas More không đáng lên án. Nếu cười chút thì được, nhưng thật ra trường đại học này không có gì liên quan đến thánh nhân cả. Bắt chước cũng hay nếu thật sự có ý thức. Riêng cá nhân mình nghĩ đây là cơ hội để mọi người hiểu hơn một chút về vị thánh lừng danh của châu Âu và cũng là dịp để nhắc chúng ta bắt chước Thánh Thomas More trung thành với giáo hội, không vì quyền lực mà nói điều trái lương tâm. Hết trích. Admin thì thấy có vẻ không hợp lý lắm. Hiệu trưởng thì ăn mặc phong cách châu Âu, sinh viên thì ăn mặc giống người Bắc Hàn, tức Triều Tiên. Xin cảm ơn nhận định của thầy. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban bình an tới Việt Nam thân yêu chúng con. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con, thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.